hàng vay gói 30.000 tỷ đồng sẽ phải trả lãi suất thả nổi sau ngày 31 tháng 12. Vì sao các doanh nghiệp chưa mặn mà tham gia vào đề án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội? Hơn một nửa trong số 1.037 chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng có nguy cơ cháy nổ cao. Những thông tin vừa rồi sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Thưa quý vị, các khoản giải ngân của khách hàng vay gói 30.000 tỷ để mua nhà sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 sẽ được lấy từ nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời như trên trước những kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước khẳng định chỉ hỗ trợ khách hàng giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Các khoản giải ngân sau ngày đó sẽ được lấy từ nguồn vốn Ngân hàng Thương mại, áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước giải thích, Ngân hàng Nhà nước đặt thời hạn 31 tháng 12 năm 2016 là do việc gia hạn giải ngân đối với khách hàng cá nhân cần quy định một thời gian nhất định, vì có thể có trường hợp hợp đồng tín dụng không giải ngân hết số tiền cam kết do khách hàng không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ, đã bố trí được một phần từ nguồn khác hoặc dự án dở dang, thủ tục quá lâu. Trước đó, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cho khách hàng vay gói 30.000 tỷ được giải ngân đến hết hợp đồng, kể cả trường hợp nhận bàn giao nhà sau ngày 31 tháng 12 năm 2016 vì trách nhiệm giao nhà thuộc chủ đầu tư. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, mặt nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Theo đó, Chính phủ bổ sung quy định không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng thầu giá thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan và không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp được nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất tùy vào từng trường hợp. Ngoài ra, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền chúng đấu giá. Cục thuế thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 185 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số nợ hơn 215 tỷ đồng. Trong đó, có 176 doanh nghiệp nợ thuế, phí với 190 tỷ đồng và 9 đơn vị nợ tiền thuê đất 25 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách là công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Landmark, có địa chỉ tại phòng 101B3, làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, với số nợ lên đến 19,7 tỷ đồng. Trong 8 tháng qua, Cục Thuế Hà Nội đã công khai 8 đợt nợ với 1.084 doanh nghiệp, dự án nợ thuế phí và tiền sử dụng đất tương ứng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là 8.400 tỷ đồng. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đã thực hiện cải tạo chung cư cũ từ năm 2005, nhưng sau hơn 10 năm thực hiện, đến nay tiến độ thực hiện mới chỉ đạt 1%. Một trong những nguyên nhân của sự chậm trễ này là do các chính sách ưu đãi hiện nay chưa đủ sức hấp dẫn từ các nhà đầu tư. Sau hơn 10 năm cải tạo chung cư cũ, Hà Nội mới chỉ có khoảng 14 chung cư cũ đã và đang được cải tạo, trong tổng số hơn 1.500 công trình đã xuống cấp. Là một trong những doanh nghiệp bất động sản có tiềm lực tài chính, nhưng tập đoàn FLC cũng không mấy mặn mà trong việc bỏ vốn đầu tư vào cải tạo chung cư cũ. Tập đoàn FLC rất là mong muốn tham gia vào cái việc đầu tư cải tạo chung cư cũ ở trung tâm hay là trong nội thành thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, cái việc mà bàn giao mặt bằng thì tôi cho rằng cái này vẫn là một bước quan trọng mà cần có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo của cấp thành phố cho việc là bàn giao mặt bằng tổng thể sạch cho nhà đầu tư. Cái khó nhất trong cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội là vấn đề cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân và nhà nước. Cũng chính bởi chưa tìm được lời giải cho bài toán này mà chủ trương cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội gần như dậm chân tại chỗ. Tại sao chủ đầu tư chưa tham gia được? Thì tôi nghĩ rằng là rất đơn giản thôi. Rằng là nó chưa đủ hấp dẫn về mức lợi nhuận.
Tôi nghĩ những người làm chính sách cần phải có tư duy thị trường. Những tư duy thị trường này nhìn qua những văn bản thì chúng ta nặng về chính sách xã hội, nặng về mong muốn. Mặc dù những mong muốn đấy tôi cho rằng là đều là tốt hết, là điều đáng rất là trân trọng. Nhưng vì có thể do thiếu hiểu biết về thị trường, thiếu thực tế về thị trường, thiếu hiểu về các quy luật kinh tế, chúng ta không lôi kéo được ai vào. Vấn đề lợi ích kinh tế giữa chủ đầu tư và cư dân luôn luôn bị xung đột, nó sẽ bị leo thang lên theo thời gian. Vì vậy cho nên là chắc chắn để giải quyết bài toán này phải có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào ở hai phía, kể cả một là về việc giải phóng mặt bằng lẫn cái bài toán về phân phối. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố danh mục 10 dự án kêu gọi nhà đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ các khu chung cư cũ với tổng mức đầu tư thấp nhất là 6.000 tỷ đồng và cao nhất lên tới 47.000 tỷ đồng một dự án. Chắc chắn, nhà đầu tư phải là những đơn vị có tiềm lực tài chính. Thành phố Hà Nội cũng đang xem xét cơ chế đặc biệt cho nhà đầu tư. Nhưng điều mà nhiều người lo ngại là nếu không có một giải pháp cụ thể, kế hoạch này sẽ lại có nguy cơ nằm trên giấy. Là một trong những cơ quan được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cải tạo chung cư cũ, Sở Xây dựng sẽ có những giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ cải tạo và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư? Ông Vũ Ngọc Đạm, trưởng phòng phát triển nhà Sở Xây dựng thành phố Hà Nội sẽ có lời giải đáp trong phần đối thoại ngay sau đây. Vâng, xin cảm ơn ông Đạm đã nhận lời tham gia chương trình Địa ốc 24 giờ. Vâng, một thực tế chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ đấy là hầu hết các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đều nằm tại các cái vị trí rất là đắc địa. Xin ông có thể chia sẻ là mức độ quan tâm cũng như là sự tham gia hiện nay của các nhà đầu tư trong cái công tác cải tạo chung cư cũ như thế nào? Hiện nay thì qua cái tiếp nhận đăng ký của sở của các cái nhà đầu tư trên cái hồ sơ đăng ký thì chúng tôi đã nhận được khoảng độ gần 20 nhà, các cái nhà đầu tư lớn. Sở đã rà soát ngoài cái năng lực rồi cái chuyện chuyên môn trong cái vấn đề đầu tư thì chúng tôi đã báo cáo thành phố lựa chọn trước mắt khoảng độ hơn 10 cái nhà đầu tư. Trước mắt là mỗi nhà đầu tư thì tham gia một khu. Vâng, thưa ông, trong thời gian qua thì khi mà tiếp xúc với các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Hà Nội thì họ cũng có chia sẻ là rất là mong muốn tham gia cái việc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thì vẫn có những cái vướng mắc khiến cho họ rất e ngại và không thực sự mặn mà. Vậy thì trong thời gian tới sở sẽ có những cái giải pháp gì để có thể thu hút cái sự quan tâm của doanh nghiệp cũng như là đẩy nhanh cái tiến độ cải tạo chung cư cũ? Thành phố đang giao cho sở tức là xây dựng cái cơ chế chính sách đặc thù trên cái căn cứ là luật thủ đô. Cái cơ chế đặc thù này chúng tôi sẽ xin ý kiến đóng góp của các cái thành viên thành phần tham gia cái việc cải tạo. Thì hy vọng là trong cái kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố thì chúng tôi sẽ hoàn thành để báo cáo trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, làm cơ sở để ban hành cái quy định cải tạo chung cư cũ. Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị những cái chính sách về thuế, giải quyết được mối quan hệ về cái hiệu quả kinh tế giữa cái người dân cũng như là các cái chủ doanh nghiệp. Được biết là hiện nay Sở Xây dựng Hà Nội đã có cái kế hoạch để gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về cái công tác cải tạo chung cư cũ trong thời gian tới. Vậy thì xin ông có thể chia sẻ cái kết quả hiện nay đã đạt được là như thế nào? Giữa tháng 9 này thì thành phố sẽ có những cái quyết định giao nhiệm vụ cho các cái nhà đầu tư nghiên cứu để lập quy hoạch. Như tôi đã nói, thành phố giao nhiệm vụ trong cái thời gian là 6 tháng các cái nhà đầu tư phải thực hiện cái việc lập quy hoạch từng khu này. Và nhà đầu tư nào mà không có khả năng tham nổi hoặc là kiểm soát không được thì sẽ thu hồi để thành phố giao cho những cái đơn vị khác. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Đạm đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Từ năm 2012 đến hết năm ngoái, 26 vụ cháy nhà chung cư đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều nguyên nhân của thực tế này, trong đó có lỗi của người dân trong sử dụng thiết bị điện, bất cẩn trong sinh hoạt, nhưng cũng có lỗi không nhỏ thuộc về nhà đầu tư.
Hơn một nửa trong số 1037 chung cư đang được sử dụng ở thành phố Hồ Chí Minh không đảm bảo về kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy có nguy cơ cháy nổ cao. Đó là khẳng định của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trong một hội nghị được tổ chức mới đây. Các đơn vị của Sở này cũng vừa kiểm tra 734 nhà cao tầng, có tới 119 lỗi vi phạm hành chính trong đợt kiểm tra này. Trong đó 1/4 số lỗi là vi phạm về điều kiện thoát nạn, 1/5 số lỗi là thiếu phương tiện phòng cháy, chữa cháy và khoảng 10% vi phạm về quản lý sử dụng điện. Đáng ngại nhất là các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975, nhiều tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không có kinh phí để bảo trì. Một số chung cư không có đơn vị chủ quản, ban quản trị nên công tác tự kiểm tra, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy không thực hiện được. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói chính sách cho phép người nước ngoài, Việt Kiều được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trong quy định của luật nhà ở năm 2014 là một đột phá nhằm tạo điều kiện cho bà con Việt Kiều hồi hương và thúc đẩy thị trường bất động sản. Tuy nhiên trên thực tế, chính sách này còn khá nhiều những rào cản. Vậy thân nhân Việt Kiều và người nước ngoài cần lưu ý những điều gì khi người thân có ý định mua nhà tại Việt Nam? Mời quý vị cùng theo dõi phần tư vấn của luật sư. Thưa luật sư Hoàng Huy Từ, tiếp tục chuyên mục tư vấn trong bản tin đếu 24 giờ. Có những quý vị khán giả đã gửi thư về xin ý kiến tư vấn của luật sư như sau. Tôi có anh họ là người Việt Nam sinh ra ở Mỹ nên mang quốc tịch Mỹ nhưng đã về Việt Nam nhiều lần. Hiện giờ anh họ tôi đã được Tòa Tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco chấp nhận cho miễn thị thực. Như vậy anh họ tôi có đủ điều kiện mua nhà ở Việt Nam và đứng tên trong sổ đỏ hay không? Nếu được thì thủ tục sẽ như thế nào? Xin mời những ý kiến tư vấn của luật sư. Về vấn đề bạn hỏi thì phải cần phân biệt rõ. Tức là người đấy là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay là người nước ngoài. Vì vậy có hai trường hợp xảy ra. Nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì họ phải được phép nhập cảnh về Việt Nam. Và cái thứ hai nữa là có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại, mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư nhà ở thương mại để tự tổ chức xây dựng theo quy định của pháp luật. Còn trường hợp thứ hai, nếu bạn là người nước ngoài thì bạn phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc trường hợp được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao lãnh sự theo quy định. Cái thứ hai nữa là bạn được sở hữu nhà ở theo các hình thức. Thứ nhất là được đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của luật nhà ở và các văn bản pháp luật liên quan. Cái thứ hai nữa là được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở. Tuy nhiên có một vấn đề lưu ý là cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tối đa là 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận, và hết thời hạn này thì cá nhân nước ngoài có quyền đề nghị cơ quan. Thứ hai là cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư. Thực tế cho thấy thì các quy định trong lĩnh vực này còn có một khoảng cách giữa quy định pháp luật trên giấy và vấn đề thực thi pháp luật trong thực tiễn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn, ngoài việc nghiên cứu các quy định của pháp luật, cần hỏi kinh nghiệm của những người đã thực hiện thành công việc mua bán nhà ở tại Việt Nam, cũng như xin tư vấn của các chuyên gia pháp lý, các luật gia, luật sư để giao dịch mua bán nhà ở tại Việt Nam thành công. Chúc bạn thành công. Xin cảm ơn những ý kiến tư vấn của luật sư. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình là 0983838769. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về email địaoc24giờ@vtc.gov.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.